Thường ngày tôi thường đi giao hàng ở ngoài nắng á, nên là da mặt của tôi nó rất là sạm, đen hết cả cái vùng mặt luôn. Rồi có những đốm tàn nhang nhỏ, mình cũng mất cái tự tin đi, rất là bực bội, rồi cáu gắt, không có thích thì gọi chăm sóc nhà cửa. Trong cái chuyện mà vợ chồng thì nhiều lúc cũng không có đáp ứng được những cái nhu cầu của ông xã. Ông xã cũng bực mình, thì nhỏ em đó nó có giới thiệu tôi cái Angela Gold nên dùng thử. Thì trong thời gian tôi xài, tôi thấy nó rất là tiến triển. Da mặt của tôi thì nó giống như nó có độ ẩm, và nó có làn da của tôi nó được tiến triển, là nó sáng hơn, nó không sậm màu như trước nữa, mà không nám sạm như trước nữa. Cái sản phẩm Angela Gold đó thì có bảo vệ từ bên trong, nên tôi đi ra ngoài đường thì những lúc trực tiếp đứng ngoài ánh nắng luôn mà nó vẫn không thấy có cái dấu hiệu là nám sạm trở lại. Cuộc sống vợ chồng của tôi bây giờ là cải thiện rất là nhiều, tinh thần của tôi bây giờ rất là thoải mái, vui vẻ hơn, rất là tự tin khi đứng trước mọi người, đi dạo chơi, dạo phố của ông xã. Tôi nói chuyện tôi tự tin hơn, rồi tôi có thể là nhìn thẳng vô mặt người ta, không có giống như là hồi trước cứ nói, cứ khuôn mặt cứ cúi xuống như vậy. Nhiều lúc ông xã nói là vợ là bây giờ là đẹp hơn ngày trước rất nhiều và xinh hơn, nên là cứ bảo mình là cứ phải uống duy trì. Nhiều lúc tôi có quên uống thì ông cứ xã cứ nhắc. Tôi cảm thấy là rất là yên tâm khi dùng sản phẩm Angela Gold. Tôi sẽ đồng hành với lại sản phẩm Angela Gold để bảo vệ làn da của mình, duy trì cuộc sống hôn nhân của mình được hạnh phúc.